Em chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Chính Sách Đức Thắng anh em. Em có mấy bằng thịt một con máy 1S35 nè. Anh em cần có đồ mòn ná, cần cái món đồ nào của 1S35 thì hú em ha. Cái cốt đẹp vậy nè. Cốt nắp phi lát. Nói chung là đầy đủ hết. Rất là đẹp luôn. Semi bạc cái tông là còn nguyên zin luôn. Còn nó còn nguyên gì anh em, rất là đẹp. Anh em có cần đồ món nào hoặc là heo dầu hay là cẩm bét cái gì ha thì anh em hú em 1S35. Anh em nhìn gốc này đẹp tuyệt vời luôn. Em gả đồ món nha anh em. Như đây có một cái em cần anh em lý nè. Cái này là F60 vậy. Em chưa có mở ra trong ra nó tới giờ rồi. Em thấy nó quần quần rồi em để gì luôn. Hôm nay bán thanh lý cho anh em luôn. Cái này là em bao nổ nha. Cái này anh em nào có xài thì em tính anh em NF60 nè. 6 triệu em bao ship nè. Văn ma NF60. Đây nó còn rất là đẹp, em chưa coi kỹ nó 60 hay là 70. Em nhìn chưa coi kỹ nghe nè, nhưng mà em đáng thanh lý cho anh em vậy đó. Thế em có một số máy mới về nè anh em ơi. Ba máy gần 40 cái. Đặc biệt nó mới cái dòng NS60 nè. Anh em rất là chuộng luôn nè. Anh em rất là chuộng, bơm nước là bá cháy luôn anh em ơi. Vừa bền vừa nhảy nổ. Mà đây nhẹ quay nữa. Được rồi, anh này hết 60 bạc đạn luôn em ơi. Hết 60 bạc đạn. Quá mới rồi. Thầy ơi, có rảnh ông lên đây mà sửa máy có cỏ kìa. Còn đến á. Quá trời đẹp anh em ơi. NS60. Còn số series của nó là 806060. Máy này rửa ra là tới nách luôn. Rất là đã. Cái máy này là chắc chắn với anh em luôn là đổ dầu vô, quay nhẹ chạy. Nhìn tướng là biết. Máy này đẹp. Con này NS65. NS65. Dòng này bê tông 80 ly. NS65 nữa nè. Này 80 ly nữa nè. Đặc biệt có con siêu phẩm NS50 nè. Cái đồ này em nhìn thấy con này không em thèm. Đã quyết định em hốt con này. Nó đẹp, nó anh em là nó đẹp nhất nách luôn. Đẹp từ cm. Ôi nó còn dầu luôn. Cái này nó đẹp anh em hôn. À, rửa ra một cái là tới công chuyện luôn. Anh em nào có mua làm kiển ha. Alo em, máy này chắc chắn nha anh em, đổ dầu vô quay chạy liền 100% cho anh em luôn. Anh em nào làm thì em bán anh em là 450 em bao ship. Chắc chắn 100% cho anh em luôn là nó tới rửa ra rồi nó dính nút luôn á. Cho một đống thì anh chụp em con này em nhìn thấy em khoái em mua luôn luôn này luôn. Phải ông chụp nghe này làm chạy anh cứ quải biết khôn biết vũ quá chứ. Này cũng rất đẹp nè, này rất là đẹp lắm nè. Này tới ta 50 dạn nước. Có em nhìn tướng là em biết nó đẹp kìa, dầu nhóc. Anh em nhìn thịnh nè. Anh em nào làm thì con này em rửa ra rồi ok ha. Bao nổ anh em á là 450 bao ship nè. Bạc đạn. Này nhìn dơ gì chứ mấy này rửa ra đẹp anh em. Đặc biệt có con khủng long này nè.
Dân mày nó có con khủng long là dân ma ớt 11. Cái này là chắc thời cổ đại á vậy anh em ơi. Khủng long bầu chúa. Nhưng mà em cũng nói rõ với anh em nha, tình trạng là thợ em báo là nó bị cứng. Là em nghĩ chắc bị bô hơi rồi. Còn bô em mất bô lửa. Chắc nước vô đừng bô lửa. Thì em đoán chắc hư bô hơi. Anh em nào làm được ha. Cái này dân ma 1 ớt 11. Anh em nào làm được công tính anh em 7.50 ha. Anh em về làm nó lại. Nó còn bà lăng nhóc anh em ơi. Cái này nếu mà quay từ con chắc cái này cái thời gian nó sẽ kéo dài lắm. Này nữa xâm lâm nè. Nước không. Chờ cái nắp mà chứ ruột xe đó. Nhập ông này ông nhập nhà nghèo. Này cua ta mini nè. Thời gian rồi 65 cho con mini con tính nè. Cái nó nhỏ nhưng mà nó không nhỏ anh em. Đây rồi 65. À, có con này nè, con này em kết con này nè. NF110. NF80 hả? Phụng là mê NF dữ lắm luôn. Phụng đang xài cái NF. Ơi còn cứng ngắc. Xài không nổi. Cái quỷ này là chạy kinh điển luôn. Cô còn dầu luôn. Mấy xăng, mấy xăng mấy dầu anh? À, nó cỏ em một đống. Em lựa cho anh con nào mắc nhất nha. Cái này là F55, 5.5 anh em. Là lốc nhôm, nước nuôi cò. Này tấp mới xuống nè. Cái con nhà em hết chỗ để luôn. Cái này nửa ép. Nửa ép mấy nè. Cái dầu banh nè. Cái dầu tiêu rồi. Nhà em biết nửa ép mấy luôn. Trời ơi, cái thùng dầu lũng lũ. Cái này cái răng sới nè. Chắc ăn là cái răng sới trên đây. Cái nện xuống nó mới lỗ gì nè. Ồ, cái thùng dầu đẹp mà nứt cũng nổi. Tiếc quá. Thùng dầu đẹp gì mà lũng. Nắp dầu in nè. Còn cái này cái gì đây nè, 4.5 6 ngựa anh em ơi. Nó thắt 4. Này dòng Kubota nè. Kubota. Tên gì đâu quá. Cái quay độ anh em cần chơi hàng cổ thì hú em nha. Trời ơi, cái nắp dầu nhìn tiếu vậy. Con này Mitsu 95 đẹp quá. Này còn cái Mitsu Mitsi này nè anh em ơi. Cái này mới độc nè. Mitsu giúp ép rồi trời. Cái này chắc chừng 30 mấy 40 kg, 30 kg. Độ nghe anh em nào làm cái này là gọn à. Này bơm nước xài biết đâu nữa. Hơi còn luôn. Im. Này lóc đẹp lắm. Su du e. Không bỏ lần hết anh em ơi. Anh em có làm được cái máy nào thì hú em nha. Đây này giấc trưa nay em có đi đám mà chắc có tới chiều em mới có lên sóng được với anh em. Tôi đám cưới.
coi về mấy cái máy này máy gì. Chắc mấy xu đi, còn mấy xu nữa đề. Xu đề đèn sáng giới. Răng nước nó đẹp nha mọi người. Tới nách luôn. Con này mới đẹp lại thôi. Con này hả? Heo. Nở hết trắng mình dầu của con ơi. Ồ đúng rồi, nở hết trắng mình dầu của con ơi. Cái này hàng độc lạ Bình Dương anh em ơi. Anh em nào muốn đó thì alo em nha. Ở đây em tiếp xúc như nhiều máy lạ lắm. Máy có gì mở ra trong mặt đạn. Rồi em cũng xin kết thúc video đây. Nào né hả, không le lử hết trơn anh em. Le lử như chó. Rồi đó anh chuyển tiền qua Hảo ơi. Anh chuyển tiền qua anh không có tiền mặt bỏ túi à. Tính vô tiền đi. Rồi để em xin kết thúc video tại đây anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video của em ha. Để em trả tiền trong chú xe này cái mới được. Rồi chào tạm biệt anh em.